xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip này để cùng nói về những cái sai lầm mà người trẻ chúng ta thường gặp khi mới đi làm. Các bạn biết không, Thắng đi làm cũng gần 8 năm rồi và Thắng ước gì những cái ngày đầu khi mới đi làm á, mình có thể đâu đó nghe nói những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái thất bại, sai lầm của những người đi trước, từ đó mình có thể hoàn thiện bản thân mình trước thì nó đỡ biết bao nhiêu. Và hy vọng là trong những chia sẻ ngày hôm nay thì Thắng có thể giúp ích được các bạn phần nào, đặc biệt là những bạn chuẩn bị hay là vừa mới bước vào trong môi trường làm việc. Cái sai lầm đầu tiên Thắng muốn nói ngày hôm nay đó chính là chúng ta không nói được. Không nói được nó bao gồm là chúng ta không nói được những gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta không nói được những gì chúng ta đã làm và chúng ta không nói chuyện được với người khác. Là những người trẻ thì thông thường chúng ta suy nghĩ rằng thì có gì nói nấy thôi, đúng không? Nhưng các bạn biết không, Thắng thấy rằng ở trong văn hóa của người Việt Nam mình á, đặc biệt là trong môi trường làm việc thì chúng ta hay có cái cách là e dè nè, cả nể nè, nên thông thường nó nghĩ gì không có dám nói như vậy, sợ mất lòng, sợ phật ý người khác. Đặc biệt là mình mới vào công ty mà mình chân ướt chân ráo, lại làm không hài lòng của mấy anh chị đi trước thì không có được. Nên thông thường người trẻ vào trong doanh nghiệp lại không có dám nói những gì mình suy nghĩ. Cái sai lầm thứ hai nằm ở chỗ là chúng ta không nói được những gì chúng ta đã làm. Ví dụ như các bạn sẵn sàng đứng vào mọi việc công việc khó, dễ, nhỏ, lớn, nhưng mà khi mà làm xong hết rồi á, các bạn không biết cách báo cáo, nên là người khác không biết là các bạn đã làm cái gì. Và điểm thứ ba đó là chúng ta không nói được với người khác, hay còn gọi là không truyền thông, không giao tiếp được. Khi còn đi học thì chúng ta đã có cái dấu hiệu này rồi đó các bạn. Khi mà các bạn nhìn thấy không, là mình hay có thói quen chơi, chia sẻ với những người mà mình quen biết, mình hợp tính thôi. Còn những người mà khác về ngôn ngữ, khác về cái cách nói chuyện hay là khác về cái tính cách đó, thì thường thường mình không tiếp xúc, mình ngại tiếp xúc hoặc là mình không có nói chuyện được. Nhưng mà đến vào môi trường làm việc thì chúng ta không có lựa chọn các bạn. Bạn không được quyền chọn lựa ai sẽ là người làm việc với mình. Do đó rằng dù có khác biệt đến mấy, chúng ta cũng phải tìm cách để đến được, để nói chuyện được và làm việc được. Và trong những video clip khác thì Thắng sẽ chia sẻ về mô hình tính cách ha, để chúng ta có thể hiểu bản thân mình hơn, hiểu cái cách giao tiếp của người đối diện hơn, từ đó hai bên có thể làm việc tốt với nhau hơn. Vậy sai lầm thứ hai là gì? Sai lầm thứ hai là chúng ta không làm được những gì mình đã nói. Bởi vì chúng ta còn mới trong công việc và rất thiếu kinh nghiệm, nên thông thường khi mà đưa ra những ý tưởng hay kế hoạch ban đầu, chúng ta bay rất là cao và xa, rất nhiều ý tưởng hay và táo bạo. Tuy nhiên á, thì khi mà triển khai thực tế thì nó lại không có như kết quả chúng ta mong đợi. Vậy thì làm sao để khắc phục được cái điểm này? Thì thông thường á, bản thân Thắng thấy rằng nếu như mình đã có những ý tưởng hay thì vẫn cứ tiếp tục thôi. Nhưng mà hãy chia sẻ những cái ý tưởng đó, những kế hoạch đó đối với những người đã có kinh nghiệm rồi, thì họ sẽ lắng nghe, sau đó cho các bạn nghe những cái phản hồi rất là nhiều chiều. Có thể là điểm này cần phải hoàn thiện hơn, điểm kia thì cần phải thay đổi một chút xíu, có những điểm chúng ta bỏ đi luôn, thì sau đó thì kế hoạch của các bạn sẽ có tính khả thi cao hơn. Một điểm nữa trong cái sai lầm này á, Thắng muốn nói tới đó chính là đầu xuôi nhưng mà đuôi không có lọt. Là sao? Khi ban đầu chúng ta lên một kế hoạch, chúng ta nói rằng em sẽ làm con voi, nhưng mà tới khi trả kết quả lại cho quản lý chỉ có một cái con chuột nhỏ xíu thôi. Vì sao vậy? Ban đầu chúng ta nghĩ chúng ta sẽ làm rất nhiều thứ, chúng ta muốn làm, chúng ta có thể làm. Tuy nhiên thực tế là thay đổi, và bản thân mình trong suốt quá trình làm mình cũng đã không có tiên liệu được những cái điều sẽ xảy ra. Bản thân cảm xúc cũng cả thay đổi, khả năng thì không có tới, thiếu kinh nghiệm, thiếu sự hỗ trợ, rất rất nhiều thứ. Do đó chúng ta rất dễ để mà thỏa hiệp, để mà kết quả từ A nó chỉ còn có B thôi, từ 10 chỉ còn có 1 thôi. Thì Thắng thấy đối với bản thân, Thắng học được sau những cái sai lầm như vậy là gì? Là thay vì cố gắng làm quá nhiều thứ cùng một lúc, hãy tập trung vài ba điểm thôi, nhưng mà hãy làm hết sức và tập trung cho nó, dành cái thời gian để học, tìm hiểu thêm về nó, dành thời gian để học hỏi từ những người đã làm trước những công việc đó, để chúng ta trau dồi và làm thật tốt những gì mình đang làm, thay vì ôm quá nhiều để cuối cùng không có con voi nào hết, chỉ có toàn chuột là chuột thôi. Và cái sai lầm thứ ba Thắng thấy những người trẻ chúng ta hay mắc phải, nó chính là chưa tập bò mà lo tập chạy. Hãy hình dung đi các bạn, vừa mới bước chân vào trong môi trường làm việc, chúng ta muốn nói là em sẽ thay đổi cả thế giới. Tuy nhiên á, nhìn lại coi, máy photo em chưa biết xài, in hai mặt làm sao em chưa biết, đánh máy vi tính làm sao để dàn trang cho nó ngang ngắn cũng chưa biết làm, còn rất rất nhiều thứ cơ bản mình chưa biết, trong khi mình muốn thay đổi cả thế giới. Thắng không phủ định rằng mỗi một người chúng ta đều có những cái sự kêu gọi nhất định, và đều có những cái đam mê, những cái mục đích, những lý tưởng, thì cứ theo đuổi những điều đấy. Nhưng mà đừng quên rằng từ đây cho đến cái đích đến đó, nó còn xa, và đó là một hành trình. Chúng
chúng ta phải bắt đầu từ những điều nhỏ và đơn giản trước. Và một điểm nữa trong sai lầm thứ ba này mà Thắng muốn nói tới đó chính là chúng ta chưa có những cái căn bản cần thiết, trong khi chúng ta muốn làm những điều rất to lớn. Cụ thể là như thế nào? Ví dụ như bạn nói là em muốn làm trưởng cái dự án này, em muốn là quản lý này, quản lý kia, em muốn phụ trách cái này, phụ trách cái kia. Nhưng mà thử đặt lại bản thân mình những cái câu hỏi là mình đã thể hiện đúng cái tác phong đi làm cần thiết chưa? Bạn đã giữ được tất cả những cái lời hứa mình hứa với quản lý của mình chưa? Mình đã thật sự là hỗ trợ và giúp đỡ được cho đồng nghiệp hay chưa? Thì trước khi chúng ta nói tới những cái vai trò lớn và vĩ đại hơn, ví dụ cụ thể như là làm sao có thể tin được rằng bạn có thể làm một dự án hoàn tất đúng thời hạn với những cái lợi ích mục tiêu đề ra, trong khi rằng mỗi một ngày bạn đi làm lại không có đúng giờ, bạn hoàn tất những việc nhỏ cũng chưa có xong, và kèm theo đó là những cái lỗi rất là căn bản trong quá trình bạn trình bày, bạn làm những cái biểu mẫu, những cái chứng từ giấy tờ vân vân. Nãy giờ nói toàn chuyện sai lầm mà không biết là có bạn nào trẻ nghe nản hay không, nhưng mà cái ý đồ của Thắng trong khi Thắng làm video clip này không phải để cho khiến cho các bạn thấy mệt mỏi đâu ha, nhưng mà chúng ta cần phải biết về cái thực tế tại nơi làm việc với những cái mong đợi từ phía doanh nghiệp đối với mình là như thế nào. Chúng ta trẻ, chúng ta có những cái khả năng, những cái tiềm năng riêng, tuy nhiên á, nó phải đúng thời điểm và nó cần có độ chín mùi nhất định. Và để có được cái độ chín mùi đó thì chúng ta bản thân mỗi người từ bây giờ phải nhận định đúng về bản thân mình. Thứ hai là phải cần cởi mở ra để mà học hỏi từ những người đi trước và sẵn sàng để hoàn thiện và thay đổi bản thân mình hơn. Thì Thắng nghĩ cái tương lai nơi mà các bạn có thể làm những việc to lớn, vĩ đại để mà thay đổi thế giới thì rất là gần và các bạn đều có thể làm được. Thắng mong rằng những chia sẻ ngắn của Thắng ngày hôm nay giúp cho những người trẻ chính Thắng cũng như tất cả các bạn, chúng ta có thể hiểu rõ bản thân mình hơn. Từ đó chúng ta sẽ có cách để hoàn thiện và phát triển mỗi ngày. Từ đó trả lời được câu hỏi đối với doanh nghiệp rằng tại sao doanh nghiệp lại cần chúng ta. Cảm ơn các bạn vì vài phút vừa qua đã dành thời gian cùng Thắng chia sẻ. Nếu các bạn quan tâm tới những video clip tiếp theo thì có thể like, comment bên dưới hoặc là nhấn subscribe để theo dõi ha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.